Hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho mọi người một trường hợp mất răng số 6, tức là một chiếc răng ăn nhai chính trên cung hàm. Em có thể mô tả cho anh là tại sao cái răng này của em nó lại bị mất đi không nhỉ? Bị sâu không rụng mất. Nó có trong quá trình sâu nó có gây đau nhức gì không? Có đau. Đau thì lúc em đã đi điều trị gì chứ? Em không đi điều trị. Xong rồi đến dần dần là nó cứ vỡ dần và nó còn những cái chân mảnh mà em lấy ra nốt được đúng không? Từ ngày mà mất răng bên này thì em có ăn nhai gì nhiều bên này không? Chỉ nhai thức ăn mềm ạ. Còn chủ yếu là mình nhai cái bên này đúng không? Khi mà mất một chiếc răng để nhai, chỉ tuy nhiên là chỉ là một chiếc thôi nhưng mà nó ảnh hưởng đến cả quá trình nhai của mình. Tức là bệnh nhân sẽ thường nhai ở cái bên mà đầy đủ răng hơn và sẽ ít nhai hơn ở cái phần bên mất răng. Đồng thời là cái việc ít nhai này nó sẽ gây cái việc mà cao răng mà bám xung quanh những cái vùng răng mà còn lại. Những răng còn lại có thể bị xô này hoặc là đẩy vào cái vùng mất răng này. Đó. Thì hôm nay thì bạn ấy đến với cái tình trạng mà răng mất này đã lâu rồi thì sẽ quyết định là trồng lại chiếc răng này để cải thiện lại cái việc ăn nhai, cân bằng cả hai bên. Khách hàng đến với nha khoa Thúy Anh với tình trạng là mất răng số 36. Cái răng này thì đã mất cách đây khoảng 1 năm rồi. Trước thì bạn có một cái chân răng ở đây thì đã được nhổ mà đến thời điểm hiện tại thì bạn đến để khám và trồng răng. Thì khảo sát cái tình trạng hiện tại của bạn ấy thì có cao răng mảm bám vào những răng xung quanh này. Đây là cái hiện tượng mà mất răng lâu ngày không ăn nhai đến thì nó sẽ bám cao răng mảm bám xung quanh. Tình trạng xương của bạn là đang ở tình trạng tốt. Tức là mình đang đặt một cái trụ implant giả định ở đây. Thì trụ implant này được nằm hoàn toàn trong vùng xương. Với cái tình trạng xương của bạn ấy thì các bạn có thể quan sát kỹ hơn này. Nó đã được tiêu một phần rồi, tức là nó đã tiêu lõm xuống so với vùng xung quanh rồi. Bình thường thì nó sẽ phẳng như thế này, đến đây thì nó đã lõm xuống rồi. Đây là cái tình trạng mà bình thường cho những người mà mất răng lâu ngày. Thậm chí là nhiều người mất răng lâu hơn thì nó có thể tiêu lõm xuống bên dưới và rất là khó để mình trồng cái chân răng nhân tạo trong trường hợp xương nó tiêu. Lúc đó thì sẽ phải thêm những thủ thuật xâm lấn nhiều hơn. Trong trường hợp này của bạn ấy thì tuy là bị tiêu một chút nhưng mà cái kích thể tích xương còn lại thì nó vẫn là phù hợp để mình trồng một chiếc chân răng. Chiều rộng xương của bạn ấy còn khoảng 10 ly. Chiều dài từ đỉnh xương đến ống thần kinh thì còn khoảng 17 ly. Thì cái xương này rất là lý tưởng để mình trồng một cây implant với kích thước khoảng 5.0 × 10. Đó, các bạn có thể thấy đây là cái implant giả định này. Thì bây giờ các bạn có thể quan sát cái quá trình trồng chân răng trên lâm sàng nhé. Thì hôm nay mình sẽ lựa chọn phương pháp trồng, nó là trồng răng implant, tức là trồng một trụ ở trong xương hàm và đồng thời phục hình răng trên cái trụ mất răng, trụ implant đó và không phải mài hai răng bên cạnh. Em bây giờ anh sẽ gây tê và tiến hành, trong quá trình làm có gì khó chịu thì em có thể đưa tay nhé.
Các bạn vừa theo dõi quá trình mình trồng chân răng nhân tạo thì cũng nhận rất là nhanh và hoàn toàn cũng không có đau nhức gì. Đây là cái kết quả sau khi mà mình chụp phim kiểm tra lại thì implant đã nằm song song so với những răng bên cạnh, nằm ở khoảng giữa để mà mình phục hồi một cái vị trí răng tối ưu nhất. Cái trường hợp này thì ổn định implant tốt, mình có đặt một cái trụ lành thương ở bên trên và mình khâu hai mũi, đồng thời là mình đợi cái thời gian để cái xương nó bám xung quanh cái trụ implant này. Rơi vào khoảng 3 tháng thì lúc đó mình sẽ kết thúc và hoàn thành chiếc răng này cho bạn đây. Bây giờ anh vừa cắm cho em cái chân răng nhân tạo thì em có thấy đau nhức gì trong quá trình cắm không? Không ạ. Lúc trước thì có hỏi anh là có đau không đúng không? Thì bây giờ em thấy là trong quá trình làm thì mình cảm nhận như nào? Gần như là chỉ hơi nhói lúc tê thôi. Ngoài ra thì cũng không có vấn đề gì bất thường lắm. Thì anh dặn dò một chút nhá. Sau khi mình trồng cái chân răng này về thì mình sẽ có khâu hai mũi chỉ. Và sau khoảng một tuần thì em quay lại để bọn anh kiểm tra và cắt chỉ luôn. Xong 1-2 ngày tới thì em sẽ ăn đồ mềm nguội để tránh những cái đồ cứng nó chạm vào cái vùng mình vừa vết thương mình vừa cắm mềm lên. Cái chân răng thì không vấn đề gì đâu, nhưng mà cái lợi của mình nó vừa bị tổn thương, nó chạm vào nó thì nó dễ gây đau nhức cho em đó. Nên là 1-2 ngày thì em ăn đồ mềm nguội thôi, tránh những đồ cứng. Ngoài ra thì em tránh những đồ dễ sưng như là thịt gà gạo nếp để mình cái vùng này nó đỡ sưng lại. Về nhà thì trong ngày hôm nay thì nó hơi nhức một chút thì em có thể uống cho anh một viên giảm đau hoặc là không đó. Thì còn lại thì sẽ có thuốc kháng sinh để kê cho em. Cái chân răng thì anh vừa trồng xong thì nó rất là tốt, không vấn đề gì. Anh có đặt một cái trục lành thương bên trên. Một tuần thì em đến cắt chỉ, sau khoảng 3 tháng thì quay lại bọn anh sẽ kiểm tra và lấy dấu implant nhé. Lúc đó thì mình sẽ hoàn thành cái chân răng bên trên.